xin chào xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị hiên ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay và các bạn thân mến hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây cùng với chúng mình rồi vậy nên nếu như các bạn đã có mặt ở trong buổi trao đổi ngày hôm nay thì hãy cùng gửi lời chào tới chị các bạn nhé không biết là bây giờ thì chúng mình đã có thể có mặt ở đây cùng với chị chưa ạ các em ơi các em đã có mặt ở đây cùng với chị chưa nào còn hiện tại thì chị hiên đã đang có mặt ở đây cùng với các bạn rồi Chúng ta sẽ cùng đợi nhau một chút xíu nhá. Được không ạ? À? Chúng ta sẽ cùng đợi nhau một chút xíu để các bạn đã có thể có mặt trong cái buổi trao đổi ngày hôm nay cùng với chị. Xin chào, xin chào tất cả các bạn. Các em ơi, như cái tiêu đề mà ngày hôm nay chị đưa ra ở đây cùng với chúng mình thì chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về cái cách làm thế nào để có thể đạt được cái số điểm tuyệt đối. Được không ạ? Làm thế nào để chúng ta có thể đạt được cái số điểm tuyệt đối, đạt được một cái số điểm tốt khi mà chúng ta làm uh, nghị luận xã hội. Được không ạ? Vậy nên là đây sẽ là cái vấn đề mà ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau trao đổi nhá. Ok không nào? Trước tiên, để có thể biết được rằng là chúng ta cần phải làm như thế nào để có thể đạt được cái số điểm tốt đối với câu nghị luận xã hội thì các bạn cần phải biết được rằng là đối với cái đáp án trong đề thi trung học phổ thông quốc gia đặc biệt đối với câu nghị luận xã hội thì sẽ cần chúng ta đảm bảo những cái yếu tố như thế nào. Thế thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là trong đáp án bao giờ cũng sẽ yêu cầu các bạn thứ nhất. Đó là gì ạ? Đó là sẽ đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn. Các em nhớ giúp chị nhá. Chúng ta có cái cấu trúc của đề thi trung học phổ thông quốc gia. Đặc biệt là đối với câu nghị luận xã hội thì sẽ yêu cầu chúng ta là viết một cái đoạn văn. Đúng không ạ? Viết một đoạn văn khoảng 200 chữ. Đúng không ạ? Viết một đoạn văn khoảng 200 chữ và trình bày cái suy nghĩ của em về một cái vấn đề xã hội. Đó là những cái vấn đề liên quan tới con người và xã hội. Có thể là gì ạ? À có thể là một cái vấn đề tư tưởng đạo lý, nhưng cũng có thể là một cái vấn đề về hiện tượng đời sống. Thế nên trước tiên là chúng ta nắm giúp chị là về cái cấu trúc là như vậy các em nhá. Cấu trúc là như vậy. Thế thì bây giờ chúng ta mới soi chiếu vào trong đáp án của Bộ Giáo dục đưa ra. Thì các bạn có thể thấy là khi mà chúng ta soi chiếu vào đáp án của Bộ Giáo dục đưa ra ấy Thì chúng ta sẽ phải đảm bảo các yếu tố như sau để có điểm nhá Thứ nhất là đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn Và các bạn đều biết rằng là cái câu nghị luận xã hội của chúng ta Ở trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia là chiếm bao nhiêu ạ? Chiếm 2 điểm các bạn nhé các em ơi, ôi Vân Khánh sắp khai giảng khóa 10 ngày rồi, háo hức quá chị ơi. Các em ơi. Chị nhắc lại một lần nữa, đó là ngày mùng 5 tháng 5, mùng 5 tháng 6 thì chúng ta sẽ chính thức khai giảng khóa học 10 ngày. Và đây sẽ là cái khóa học để chúng ta tổng ôn lại toàn bộ kiến thức trọng tâm vào phương pháp với mục tiêu là bứt phá số điểm văn ở giai đoạn cuối. Ngày hôm nay đã là ngày mùng 3 rồi Sẽ chỉ còn hôm nay và ngày mai Để chúng ta có thể đăng ký khóa học 10 ngày thôi Vậy nên <laughs> hai ngày dài đắng đắng chị ạ <laughs> Đức Hiếu ơi em đã đăng ký khóa học 10 ngày chưa Các bạn ơi bạn nào chưa đăng ký thì đăng ký ngay nhá Chúng ta chỉ còn duy nhất ngày hôm nay và ngày mai để đăng ký thôi ạ À em thi thử quên phản đề mở rộng tiêu rồi chị ơi Đây chị sẽ nói ra những cái gọi là cấu trúc ba đem điểm của bộ giáo dục để các bạn biết là chúng ta cần điều gì trong câu nghị luận xã hội này nhá các bạn hai k năm ơi chị nhắc lại một lần nữa lần đầu tiên các bạn chưa đến biết đến khóa học 10 ngày thì đó là lỗi của chị thế nhưng mà đã là lần thứ hai lần thứ ba bây giờ đã là sắp khai giảng khóa học rồi mà các bạn còn không đăng ký khóa học 10 ngày thì chắc chắn đó là lỗi của các em rồi chắc chắn là như thế ạ Ờ, và vậy nên là hãy nhanh chóng nhắn tin về để đăng ký khóa học này ngay và luôn chỉ còn cơ hội cuối cùng này để chúng ta nâng cấp số điểm môn văn thôi nhá. Rồi ạ. À. Thế thì bây giờ chị quay trở lại với cái này. Có chứ, ở trong khóa học đấy chị chị có ạ. À. Chị sẽ chị sẽ trình bày với các bạn về cả nghị luận xã hội, về cả đọc hiểu đấy ạ. À. Nên là các bạn yên tâm về cái đó nhá. Các em yên tâm là chị có trình bày về cả đọc hiểu và về cả nghị luận xã hội nhá về cả nghị luận văn học chắc chắn rồi, đương nhiên rồi. Thế nên phải đăng ký khóa học 10 ngày ngay và luôn, được không ạ? Ok, rồi các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau quay trở lại. Chị Hiên đang nói về những cái để chúng ta có điểm này. Thì chúng ta sẽ thấy trước tiên nhá, đối với nghị luận xã hội thì chúng ta cần phải đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn. Được không ạ? Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn, phần này các bạn được 0,25 điểm. Được không ạ? 0,25 điểm nhá, chú ý giúp chị. Thì chị đã nhấn mạnh với các bạn rồi. Là nhiều khi các bạn kiểu bị lố ấy có nghĩa là ví dụ có những cái bạn mà không đảm bảo hình thức đoạn văn thì không nói, có nghĩa là hình thức đoạn văn là gì? Là chúng ta sẽ chỉ lùi vào đầu dòng ở trong cái câu mở đoạn đầu tiên thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ viết trong một cái đoạn văn thống nhất chứ không có chấm xuống dòng và lùi vào đầu dòng nữa, chú ý nhá. Và bên cạnh đấy thì chúng ta cũng cần phải đảm bảo về mặt dung lượng chứ. Rõ ràng là người ta cho một cái đoạn văn khoảng 200 chữ, cớ vì sao mà các bạn viết tận mặt rưỡi? Các bạn nghĩ rằng là thầy cô không ước lượng được là 200 chữ là khoảng bao nhiêu dung lượng à? Thế thì người ta cho dung lượng để làm cái gì? Đúng không ạ? À? Thế thì đáng lẽ người ta chỉ đưa ra cái yêu cầu là viết đoạn văn thôi Nhưng mà ở đây các bạn thấy rằng là chúng ta còn phải gì ạ? À? Chúng ta cần phải đảm bảo về mặt hình thức đoạn văn và Chúng ta cũng phải chú ý tới cái yếu tố liên quan tới dung lượng chứ Chú ý giúp chị nhá Khoảng 200 chữ Tức là chúng ta sẽ viết khoảng 2 phần 3 mặt giấy thi Được chưa ạ? À? 2/3 mặt giấy thi. Các bạn chú ý giúp chị nhá, về mặt hình thức đây sẽ là cái yếu tố đầu tiên để các em có điểm, được không ạ? À? Đây sẽ là cái yếu tố đầu tiên, được chưa nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cái yếu tố thứ hai nha. Cái yếu tố thứ hai được đề cập ở đây, đó chính là liên quan tới việc xác định, xác định đúng vấn đề nghị luận. Đây ạ. À xác định đúng. Xác định đúng. Vấn đề nghị luận. Các bạn ơi, phần này chúng ta cũng sẽ được 0,25 điểm. Được không ạ? À? Và các em chú ý giúp cho chị là gì? Các bạn chú ý giúp cho chị là cái này nó sẽ được thể hiện rõ nhất ở đề bài. Nhưng mà đương nhiên đề bài cũng sẽ chỉ là một phần thôi nhỉ? Đề bài cũng sẽ chỉ là một phần thôi nha Các bạn sẽ thấy là nó sẽ được thể hiện Ở việc đó là Chúng ta sẽ còn cần trình bày Ở trong cả cái, Một cái bài viết tiếp theo đó của các bạn Cả thân bài, cả kết bài nữa Nhưng như chị nói là Nó sẽ được thể hiện rõ nhất Ở trong phần mở đoạn Được không ạ? À? Nó sẽ được thể hiện rõ nhất trong mở đoạn Vậy nên các bạn hãy chú ý rằng Xác định đúng vấn đề nghị luận Chúng ta phải dựa 100% vào đề bài. Nhớ nha. Chúng ta phải dựa 100% vào đề bài. Đề bài xác định rõ từ khóa để đưa cái từ khóa đó vào trong cái phần mở đoạn của chúng ta. Và đương nhiên khi đã đặt ra được vấn đề trong mở đoạn thì một lát nữa sẽ thể hiện cái vấn đề đó một cách thống nhất. Nhớ nhá. 0,25, 0,25 vậy là có 0,5 điểm rồi đấy. Quyết định được là đỗ hay không đỗ rồi đấy nhá. Đôi khi là chỉ 0,25 điểm thôi cũng quyết định đỗ hay không đỗ mà. Rồi, và tiếp theo sẽ là chúng ta sẽ cần phải triển khai vấn đề nghị luận một cách hợp lý. Triển khai vấn đề nghị luận. Được không ạ? À? Phần này các em được biết được bao nhiêu điểm không? Phần này chúng ta sẽ được 1.0 điểm. Wow! rất nhiều điểm cho các bạn đúng không một điểm nhá các bạn sẽ được một điểm ở cái này và ở trong phần này thì thí sinh lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách để làm rõ về cái nội dung gì đó được đề cập ở trong đề bài và đương nhiên cái phần này sẽ được thể hiện ở đâu ạ à? phần này sẽ được thể hiện rất rõ ở đâu phần này sẽ được thể hiện rất rõ ở trong phần thân đoạn Đúng không ạ? À? Thể hiện rất rõ trong phần thân đoạn nhá. Chúng mình sẽ chú ý giúp cho chị phần này được một điểm nhá. Và tiếp theo, ý thứ tư, đó là chúng ta sẽ cần phải đảm bảo về chính tả, từ ngữ, ngữ pháp. Chính tả này. Diễn đạt đây ạ, từ ngữ này. Ngữ pháp này. Ok chưa ạ? Và phần này chúng ta cũng sẽ được 0,25 điểm. Phần này chúng ta cũng sẽ được 0,25 điểm nha. Và thêm một cái yếu tố nữa giúp cho các bạn có thể đạt được 2 trên 2 điểm của câu nghị luận xã hội. Các bạn biết là gì không ạ? Đó chính là chúng ta cần phải có sự sáng tạo. À, được không ạ? Chúng ta sẽ cần có yếu tố đó là sáng tạo. Được chưa ạ? Và cái sự sáng tạo này sẽ giúp các bạn đạt được 0,25 điểm nữa. Và đương nhiên các bạn cũng biết rằng là gì ạ? Sáng tạo được đề cập ở đây đó chính là sự thể hiện suy nghĩ sâu sắc, có ý tưởng riêng phù hợp với vấn đề nghị luận, có cách lập luận diễn đạt mới mẻ. Vậy thì đây sẽ là những cái yếu tố để giúp cho chúng ta đạt 2 trên 2 điểm của nghị luận xã hội. Vậy còn các bạn, các bạn có cảm thấy rằng là với năm yếu tố chị đưa ra ở đây Cái này là dựa vào cái cấu trúc đáp án của bộ giáo dục thôi Ba rem điểm của bộ giáo dục thôi Vậy nên là các bạn nhìn vào đây thì các bạn nghĩ rằng là hiện tại câu nghị luận xã hội của mình đã đạt được bao nhiêu điểm rồi Các bạn có thấy rằng các bạn có mong muốn đạt được 2 trên 2 điểm nghị luận xã hội không? Bạn nào mong muốn đạt được 2 trên 2 điểm nghị luận xã hội có thể thả tim chị Hiên xem nào Xem là cái mức độ mong muốn của chúng mình có thực sự là lớn lao không nào ở đây có bạn nào mong muốn đạt được 2 trên 2 điểm nghị luận xã hội không ạ? À? Chị tin rằng là đây không phải là mong muốn của bất cứ một riêng bạn nào cả Mà đây là cái mong muốn của tất cả các bạn đều đang có mặt trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay Có lẽ cũng chính vì điều đấy mà các em mới đang ở đây đúng không? Rất nhiều tim, rất nhiều em ạ, rất nhiều cánh tay đã được dơ lên và chứng tỏ một điều rằng là buổi trưa rõ ràng đây là thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mà các bạn vẫn đang mong muốn ở đây để chúng ta có thể hiện thực hóa được điều này. Đó là đạt được 2 trên 2 điểm của câu nghị luận xã hội. Được không ạ? À? Vậy thì từ những cái yếu tố này. Từ những cái yếu tố này. À em chỉ lấy 1,75 điểm thôi ạ. À, khiêm tốn ạ. À. Đặt luôn nick facebook là người lái đò sông Đà để năm nay với hy vọng vào sông Đà. Đúng không? Chị thấy một bạn có nick Facebook là người lái đò sông đà luôn Em rất rất muốn ừ. Bởi vì chị biết được rằng là bây giờ nếu như mà các bạn có cái mong muốn là đạt được 8 cộng 9 cộng văn ý Thì cái câu này ít nhất các bạn cũng phải đạt được 1,75 điểm Đúng không? Thế nên chị tin rằng là đấy Ôi trời ơi rất nhiều cánh tay đang dơ lên Tú Linh này, Đức Hiếu này Được không ạ? À? Ngọc Ánh này Rồi thì Nhung này Rồi thì Dung này rất là nhiều được không ạ? Lan Anh này. Ui em chỉ đang viết được 1.25 thôi á. Hồng hạnh này đấy rất là nhiều bạn các bạn đang thể hiện cái sự mong muốn của mình đối với cái số điểm tuyệt đối hoặc là gần tuyệt đối đối với cái câu nghị luận xã hội này và các em ơi, chúng ta có quyền hy vọng vào chính bản thân mình nhưng không có nghĩa là chúng ta dừng lại. À được không ạ? Không có nghĩa là chúng ta dừng lại để cái việc luyện tập Đúng không? Thế nên chị rất mong rằng là bây giờ chị sẽ chia sẻ với các bạn cái phương pháp để chúng ta triển khai những cái cách để các bạn có thể định hướng. Được chưa ạ? À? Hồng Hạnh xin vía 1,75 thôi à. Có rất nhiều bạn tham gia khóa học nghị luận xã hội của học văn chị Hiên và đạt 1,75 thậm chí là 2 điểm. Và các bạn ấy cảm thấy rằng đó là một cái khóa học thực sự rất hiệu quả với các bạn ý. Và hiện tại như chị đã nói nhá, chỉ có duy nhất khóa học 10 ngày là cái khóa học mà chị đang ghim ở đây á đó là cái khóa học để giúp cho các bạn có thể đạt được cái nâng cấp cái số điểm văn một cái cơ hội cuối cùng trong giai đoạn này vậy nên bạn nào chưa đăng ký thì đăng ký ngay bởi vì ngày mùng 5 tháng 6 hai ngày nữa thôi ạ à, là chị sẽ chính thức khai giảng khóa học này và chúng ta sẽ bắt đầu một cái hành trình để săn 8 cộng và 9 cộng văn giống như chị đã hứa cùng với các bạn nhé chắc chắn là như vậy Được không ạ? À? Và hãy đặt niềm tin vào chị Đặt niềm tin vào chính bản thân các em Đặt niềm tin vào cái sự nỗ lực của các em Chị tin chắc chắn rằng các bạn có thể làm được Được không ạ? À? Ok chưa nào? Kể cả là mục tiêu 7 cộng, 8 cộng hay là 9 cộng thì các bạn sẽ chú ý rằng là gì ạ chỉ cần chúng ta có quyết tâm và chúng ta không bỏ cuộc thì chắc chắn các bạn sẽ làm được năm nay thì sẽ không ra so sánh tác phẩm đâu bởi vì em biết rằng là gì bởi vì em biết rằng là cái cấu trúc đề thi trung học phổ thông quốc gia sẽ bám sát cấu trúc đề minh họa mà ui các em ơi một xíu nữa nhá các em ơi một xíu nữa thì mới nhắn về bây giờ các em phải ở đây đã bây giờ các em phải ở đây đừng nhắn về đăng ký khóa học vội ở đây với chị đã chị sẽ chia sẻ thêm kiến thức cho các bạn mà, các bạn đừng rời đi nha. Các bạn ở đây để lắng nghe hết một xíu nữa nhắn tin về cũng không sao cả. Chúng ta còn hôm nay và ngày mai để đăng ký nữa cơ mà. Hai k năm ơi, tập trung ở đây đã nhá. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ từ những cái vấn đề này để chúng ta sẽ suy ra được là chúng ta cần làm như thế nào và chuẩn bị cái gì. Được không ạ? À? Chuẩn bị cái gì để có thể làm tốt nghị luận xã hội thứ nhất. Đảm bảo về mặt hình thức thì chị nghĩ cái này không cần phải gọi là gì ạ? Nhắc nhở quá nhiều bởi vì hình thức đoạn văn thì các bạn đều biết rồi Chỉ lùi vào đầu dòng ở câu đầu tiên thôi Đúng không? Sau đó thì sẽ viết trên một cái đoạn văn thống nhất Được chưa ạ? Thứ hai là xác định đúng vấn đề nghị luận Thì cái này chúng ta sẽ thể hiện rõ nhất ở mở đoạn Và một lát nữa hướng dẫn các bạn làm chị sẽ nói Cái khó nhất là cái này này Triển khai vấn đề nghị luận này này Được không ạ? À? Và khó nhất là cái này này Khó thêm nữa là cái này này được chưa ạ thế thì bây giờ để triển khai được vấn đề nghị luận thì chúng ta cần phải có gì chúng ta sẽ cần phải có cấu trúc được không ạ để triển khai được vấn đề nghị luận thì chúng ta cần phải có cấu trúc ok chưa nhá và để có thể gì ạ à chính tả từ ngữ ngữ pháp để không bị rơi vào cái bẫy này gặp mắc những cái lỗi như thế này thì chúng ta cần phải có sự luyện tập và để sáng tạo được thì chúng ta phải biết cách khai triển ý tưởng. Được không ạ? À? Đây sẽ là ba cái điều mà chúng ta đang cần nhá. 1 2 và 3. Các em yên tâm, các bạn ở trong khóa học 10 ngày yên tâm. Khi các bạn tham gia trong khóa học này thì tất cả những cái vấn đề liên quan tới việc thi, đặc biệt là thi môn ngữ văn thì chị sẽ trao đổi và chia sẻ với các bạn ở trong cái buổi khai giảng cũng như là trong các cái buổi học được không ạ? Nên các em cứ yên tâm. Được không nào? Chị sẽ chia sẻ rất nhiều thứ ở trong 12 ngày chúng mình ôn tập với nhau Nên các bạn cứ hết sức bình tĩnh Chị đảm bảo là các em sẽ có được một cái sự thoải mái khi chúng ta bước vào kỳ thi này đối với môn văn Chỉ cần các bạn thực sự nghiêm túc với việc học thôi Nhá Vậy nên còn hai ngày hôm nay và ngày mai để chúng mình đăng ký khóa học 10 ngày nhá rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đến với cái phần cấu trúc này Phần cấu trúc này thì các em biết chưa? Phần cấu trúc này các bạn biết chưa ạ? cấu trúc nha, mở đoạn. nêu vấn đề nghị luận. Được không ạ? À? Và chắc chắn là chúng ta sẽ cần phải có một cái câu dẫn ngắn gọn nhớ nha. Câu dẫn này phải hết sức ngắn gọn thôi, đừng dài dòng bởi vì sao? Bởi vì chúng ta bị hạn chế về mặt dung lượng mà. Được không ạ? À? Chúng ta đang bị hạn chế về mặt dung lượng mà, nên câu dẫn phải thực sự ngắn gọn. Ok chưa ạ? À? Nếu như trong trường hợp quá bí thì có thể sử dụng một số những cái cách viết mở đoạn dùng cho các dạng đề khác nhau. Được không ạ? À? Chúng ta có thể dùng một số những cái mở đoạn cho các dạng đề khác nhau. Đây ví dụ. Được không nào? Đây ạ, à, ví dụ như cách này dùng được cho rất nhiều đề. Trong chuyến hành trình cuộc đời, ta dừng chân trong nhiều câu chuyện có được những trải nghiệm và từ đó tích lũy được thêm cho chính bản thân ta những bài học quý giá. Và một trong số những bài học đó là được không ạ? À? Hay là ví dụ đây ạ. À, à trưởng thành là hành trình chúng ta chấp nhận đối mặt với những khó khăn thử thách. Nhưng chính điều đó sẽ giúp chúng ta có được những bài học quý giá và là một trong số những bài học như thế. Hay là gì ạ? À? Như bông hoa ở lại với đời nhờ hương sắc con người sống trong nhau với những thông điệp giá trị gửi gắm và trích dẫn của ai đó hoặc vấn đề gì đó đã khơi dậy trong tôi cái điều gì đó kiểu kiểu vậy được không ạ à? thì sẽ có một số những cái cách như chị nói là nếu như trong trường hợp mà các bạn thực sự cảm thấy là mình không thể khai triển các cái ý tưởng để viết mở đoạn vậy thì hãy chuẩn bị cho mình những cái phương án để nếu như chúng ta bị quá bí thì chúng ta sẽ không để thời gian trôi đi một cách vô nghĩa mà chúng ta vẫn có được những cái sự lựa chọn để chúng ta ngay lập tức hoàn thành cái phần mở đoạn đó. Thời gian chúng ta viết mở đoạn có chúng ta viết mở đoạn hay thậm chí là đoạn văn nghị luận xã hội có nhiều không? Không nhiều ạ. À. Vậy nên các bạn phải thật nhanh chóng để triển khai vấn đề. Ok chưa nào? Phải thật nhanh chóng. Nhưng nếu như các bạn đã là người có tư duy làm bài thì các em hoàn toàn có thể chủ động triển khai theo các ý tưởng thứ nhất đi từ gì ạ đi từ một cái hình ảnh biểu tượng thứ hai đi từ một nhận định nhưng nhận định đó phải ngắn gọn và phù hợp được không ạ à? thứ ba đi từ những cảm nhận cá nhân của các em từ chị xin lỗi đi từ trải nghiệm cá nhân của các bạn được không ạ? À? Đi từ trải nghiệm cá nhân của các bạn hoặc là các bạn cũng có thể đi từ những cái câu hỏi đi từ những cái số liệu nghiên cứu, vân vân hoặc là những lời dẫn sắt của các bạn. Đây chính là ý tưởng. Chị đã nói rồi, cái sự sáng tạo của chúng ta ở đây sẽ được xét trên các cái phương diện đó là các bạn có ý tưởng cho bài viết của các bạn. Được không ạ? À? Các bạn có ý tưởng cho bài viết của các bạn. Và cái thứ hai là các bạn có những cái cách diễn đạt nó mới mẻ. Thì đây chính là những cái ý tưởng mà chúng ta có thể xây dựng. Thế nhưng nếu như mà các bạn chưa biết triển khai thì chị nhắc lại một lần nữa, ngày mùng 5 tháng 6 chị em mình sẽ gặp nhau và chắc chắn chị sẽ hướng dẫn để các bạn có thể triển khai được từ những cái cách như thế này. Và các em sẽ thấy là ồ thì ra việc viết nghị luận xã hội đâu có khó giống như chúng ta nghĩ đâu. Được chưa nào? Đấy là phần mở đoạn nhá. Và dù có dẫn dắt theo bất cứ cách nào thì các em cũng phải nhớ rằng điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải nêu được vấn đề nghị luận. Được không ạ? Điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải nêu được vấn đề nghị luận. Đây là quan trọng nhất nhá bởi vì là có viết hay đến đâu đi chăng nữa ý tưởng có tốt đến đâu đi chăng nữa mà không nêu được ra vấn đề nghị luận thì cũng là con số không nói luôn là như thế nha rồi ạ à, bây giờ đến với phần tiếp theo phần thân đoạn đây ạ à, khi viết thân đoạn phải nhớ cho chị cái này như đóng đinh luôn đi phải nhớ thật là nhớ không được quên phải viết được các ý này phải triển khai được theo cái hướng này vì sao triển khai được theo cái hướng này thì Giải thích trong khóa học 10 ngày, bây giờ không có thời gian để giải thích nhiều nha. Thứ nhất, chúng ta cần phải giải thích cái vấn đề đó. Được không ạ? À? Và để giải thích thì chúng ta phải lựa ra được những cái key quan trọng, những cái từ khóa, đúng không? Được không ạ? À? Nhưng phần này hết sức ngắn gọn. Hãy nhớ rằng giải thích là cái việc chúng ta đơn giản hóa vấn đề, chúng ta trình bày cái vấn đề đó theo cái ý hiểu của bản thân chúng ta được không nào vậy nên các bạn sẽ chú ý nhá trước tiên là chúng ta cần phải giải thích giải thích xong thì chúng ta sẽ tiến hành phân tích bàn luận phân tích bàn luận ở đây thì mình sẽ đưa ra cái gì trả lời hai câu hỏi câu hỏi số một quan điểm của bạn về vấn đề đó như thế nào và cái thứ hai là dùng những cái lập luận của mình để làm rõ cho cái quan điểm đó để người ta tin vào cái quan điểm của các bạn đang đưa ra là đúng ok chưa ạ sau khi phân tích bàn luận xong người ta vẫn chưa tin đúng không chứng minh đi và đương nhiên chứng minh thì sẽ phải đi kèm với gì đi kèm với dẫn chứng đúng chưa ok chưa phải đi kèm với dẫn chứng đúng chưa nào chú ý giúp chị nhá sau đó thì chúng ta sẽ cần phải liên hệ bản thân được không ạ à? sau đó chúng ta có thể phản đề hoặc là gì ạ à? hoặc là mở rộng vấn đề Ok chưa? Thế thì cái này á, chúng ta hoàn toàn có thể làm sau bước chứng minh cũng được. Có nghĩa là vị trí của phần liên hệ bản thân và phản đề có thể đổi chỗ cho nhau, không sao hết. Được chưa ạ? Và sau đó cuối cùng chúng ta sẽ kết đoạn, đó là chúng ta sẽ nêu ra cái gì nhỉ? À, chúng ta sẽ kết đoạn để nêu ra một cái thông điệp gửi gắm đến mọi người. Ok chưa ạ? Và đương nhiên một cái thông điệp mà chúng ta cần sẽ phải là một cái thông điệp đúng đắn một cái thông điệp gì ạ có cái giá trị một cái thông điệp kêu gọi hành động một cái thông điệp truyền cảm hứng tới người khác và nó sẽ phụ thuộc vào cái cách diễn đạt của chúng ta ok chưa nào nó sẽ phụ thuộc vào cái cách diễn đạt của chúng ta vậy nên chị cho rằng nắm được cấu trúc và biết triển khai cái cấu trúc của câu nghị luận xã hội nó sẽ giống như việc các bạn làm gì ạ nó sẽ giống như việc các bạn cần phải nhớ như kiểu là một cái công thức khi các bạn làm toán. Công thức khi các bạn làm tiếng Anh thì bây giờ chúng ta cũng phải có một những cái bước để chúng ta biết chúng ta triển khai một cái đoạn văn nghị luận xã hội vừa hợp lý vừa thuyết phục mà vẫn phải đảm bảo về mặt dung lượng. Ok chưa ạ? À? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Bây giờ chị sẽ lấy một cái ví dụ để chúng ta có thể thấy là khi mà chúng ta triển khai một cái đề bài theo hướng như vậy thì nó sẽ rất rất là hợp lý được không ạ à? Nó sẽ rất là hợp lý đây các bạn sẽ đợi chị một chút xíu nhá các bạn sẽ đợi chị một chút xíu để chúng ta sẽ lấy một cái đề bài đây ạ à. Ok không nào để chúng ta sẽ lấy một cái đề bài nhá à, chúng ta sẽ có một cái đề bài đây ví dụ viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về sức mạnh của tình yêu thương à trải nghiệm cá nhân trải nghiệm cá nhân em nhé cái cách đấy hay lắm, cái cách đi từ trải nghiệm cá nhân rất hay luôn mà mình cảm giác như mình sẽ viết được một cái mở đoạn. Tức là cái cách dẫn dắt vào vấn đề của mình ấy nó sẽ rất là trực tiếp nhưng mà nó cũng sẽ rất là chân thành, lại mang cái cái gì ạ, cái riêng biệt của chính các bạn. Còn cái cách đấy cụ thể như thế nào thì hôm nào khai giảng khóa học 10 ngày học đến nghị luận xã hội thì chị sẽ nói nhá. Nhất định phải tìm hiểu về khóa học đấy và nhất định phải đăng ký đi. Chỉ còn hôm nay và ngày mai nữa thôi, ngày kia là chính thức khai giảng rồi. Nhanh lên, nhanh lên nhá Chị nhắc lại lần đầu tiên các bạn chưa đến khóa học Đấy là lỗi của chị Nhưng đến bây giờ các bạn đã biết đến rồi Mà các bạn không đăng ký thì chắc chắn đấy là lỗi của các em rồi Đến lúc hối tiếc thì đừng có nói Nhắn cho chị và chị Hiên ơi Giá mà em đăng ký khóa học đó Các thứ nhá không có chữ giá đâu đến lúc đấy thì giá chỉ có xào với lòng mề thì mới ngon thôi nhá chứ còn lúc đấy không còn có cái giá gì hết lúc đấy chỉ có một cái giá duy nhất đó là gọi là trả giá cho những cái sự lựa chọn và trả giá cho cái sự lười biếng thôi được không ạ à? lười biếng là không ổn rồi chắc chắn là như vậy mình đăng ký khóa học ở đây là cũng là một cái động lực để mình chăm chỉ hơn để mình có người đồng hành để mình có những người bạn cực kỳ thúc giục chúng mình đúng không thế nên là Ngọc Bích ơi Tùng ơi thảo ơi tất cả các em nhắn tin về PET ngay để được anh chị admin hướng dẫn à, tư vấn thêm và đăng ký ngay 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 và luôn đi ạ nhá rồi bây giờ chúng ta có một cái đoạn văn theo cái cấu trúc mà chị vừa nêu ra với chúng mình như sau này mở đoạn nhớ nha cấu trúc đoạn văn chỉ có lùi vào đầu dòng ở câu đầu tiên này thôi sau đó mình sẽ viết trên một cái đoạn thống nhất như vậy các em nhá như sau ạ người ta thường nói ba điều sẽ tồn tại mãi mãi là niềm tin hy vọng và tình yêu và điều tuyệt và điều tuyệt vời nhất trong số đó chính là tình yêu thương các em ơi đây là đi từ ý tưởng là một cái trích dẫn đề cập đến vấn đề về đánh giá tầm vai trò quan trọng sự cần thiết của tình yêu thương và từ đó dẫn vào và đưa ra quan điểm đó là tình yêu thương quả thực có sức mạnh kỳ diệu trong cuộc sống này đưa ra quan điểm và như chị đã nói quan điểm đâu phải là chúng ta gì ạ à quan điểm đâu phải là chúng ta sẽ gì quan điểm đâu phải là chúng ta sẽ chỉ có cách là đưa ra tôi đồng ý tôi không đồng ý tôi thấy nó đúng hay nó sai đâu mà chúng ta có thể đưa ra một cái quan điểm bằng cách là chúng ta đưa ra một cái câu khẳng định mà đúng không Chẳng hạn như bây giờ ví dụ mẹ hỏi là thế con có yêu mẹ nhiều không? Đúng không? Bây giờ ngoài cái việc khẳng định quan điểm của chúng ta là con gì ạ? Là con có. Đúng không? Thì chúng ta có thể dùng một cái câu khẳng định, đó là gì ạ? Con rất yêu mẹ. Thì đó có phải là cái câu thể hiện quan điểm của các bạn không ạ? À? Cực đúng không ạ? Có phải thể hiện quan điểm của các bạn không? Đó chính là cái cách khác để các bạn thể hiện quan điểm, đúng không ạ? Vậy nên các bạn sẽ chú ý giúp chị là cái việc thể hiện quan điểm của chúng ta không nhất thiết là chúng ta phải gì ạ? Phải đưa ra là tôi đồng ý hay tôi không đồng ý, tôi thấy nó đúng hay nó sai. Mà chúng ta có thể hoàn toàn chủ động đưa ra bằng những cái câu khẳng định giống như chị vừa nêu với các bạn. Ok chưa ạ? Sau đó bắt đầu đến thân bài nhá. À chị xin lỗi, thân đoạn. Thao tác đầu tiên giải thích vấn đề. Dùng phép thế á, nó nó ở đây chính là tình yêu thương. Ok chưa ạ? nhá Nó được hiểu là sự sẻ chia mà mỗi người dành cho nhau một thứ tình cảm thiêng liêng xuất phát nơi con tim rồi được không ạ à? Bây giờ tình yêu thương tuy vô hình nhưng lại hiển hiện thật bình dị trong cuộc sống hàng ngày bắt đầu đến phân tích bàn luận bởi vì ở phía trên tôi nêu ra quan điểm rồi nên bây giờ tôi sẽ làm rõ cho nó luôn tôi sẽ không trả lời cho cái câu hỏi số 1 là quan điểm của tôi như thế nào nữa bởi vì gì ạ à? Bởi vì tôi đã làm rõ ở phía trên này rồi ok chưa nào. Sau đó chúng ta sẽ có nhá. Nói về giá trị của tình yêu thương. Trước tiên, nó giống như ngọn lửa ấm áp cho chúng ta trước những đêm đông mù sương với những khó khăn thất bại. Lồng một chút cảm xúc vào phần viết ạ. Tức là ở đây chúng ta thấy rằng nó là động lực. Đúng không? Giống như lời ba nói, mệt quá thì về nhà. Tình yêu thương cho chúng ta thêm nghị lực và niềm tin vào cuộc sống. Đôi lúc bỏ cuộc, nghĩ về nụ cười của mẹ lại thấy mình cần quyết tâm hơn. Ý số 1 nhá, động lực để cho chúng ta có niềm tin và nghị lực vào cuộc sống nhá. Được không ạ? À? Thứ hai, tình yêu thương dẫn lối con người tới lối đi của hạnh phúc. Khi chúng ta biết đồng cảm với những mảnh đời cơ cực bất hạnh, đó cũng là khi ta hiểu ra chân lý cho đi là còn mãi. Tức là gì ạ? Chúng ta ta đang suy nghĩ cái vấn đề đó đối với việc là Thứ nhất là khi mà chúng ta nhận được tình yêu thương thì sao? Thì chúng ta sẽ có động lực Khi chúng ta cho đi tình yêu thương thì sao? Thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc bởi vì chúng ta giúp đỡ được cho người khác Và những người đó cũng sẽ giống như chúng ta Ở trên cái phương diện nhận được tình yêu thương sẽ có động lực để vượt qua mọi khó khăn và thử thách trong cuộc sống Đúng không? Và ý số 3 này được không ạ? À? Cái cái luận cái cái gì ạ? À? Cái cách lập luận cái luận cứ thứ ba này. Và vượt lên trên tất cả những điều này, tình yêu thương giúp cho chúng ta luôn giữ cho mình nhận thức là phải yêu thương chính bản thân mình, bởi hạnh phúc là mỗi ngày được sống. Yêu thương người khác nhận được sự yêu thương từ người khác nhưng cũng đừng bao giờ quên yêu thương chính bản thân mình. Bởi vì chỉ khi chúng ta thực sự biết yêu thương chính bản thân mình đúng cách thì đó mới là lúc để chúng ta sẵn sàng trao đi tình yêu thương và đón nhận tình yêu thương từ người khác. Ok chưa ạ? Thì các bạn sẽ giúp ý nhá. Và các bạn sẽ chú ý giúp chị nhá. Đây ạ. Và vượt lên trên tất cả những điều này, đó dùng những cái từ ngữ kết nối như vậy. Được chưa ạ? Để chúng ta thấy được rằng là cái cách tư duy của chúng ta là chúng ta đưa ra những cái cách lập luận từ ý này dẫn đến ý khác, từ ý này dẫn đến ý khác, ý trước là cái nền tảng cho ý sau, kiểu kiểu như vậy. Ok chưa ạ? Thì các bạn sẽ chú ý nhá. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chứng minh để cho người ta tin hơn vào những gì mình đang nói này. Đây như sau ạ. À. à đây Sức mạnh của tình yêu thương khiến tôi nhớ về cuộc đại phẫu thuật với sự tham gia của 100 y bác sĩ với 12 tiếng đồng hồ căng não khi tiến hành tách dính cho hai em bé Diệu Nhi và Trúc Nhi. Cuộc đại phẫu thuật đã thành công trong niềm hạnh phúc của cha mẹ, mẹ của hai em, người phụ nữ bình thường mà phi thường, đã biến tất thảy tình yêu thương của mình trở thành sức mạnh để sinh hai em nuôi dưỡng các em và tìm mọi cơ hội để hai em được phẫu thuật. Và bằng tình yêu thương lớn của chính mình, các bác sĩ đã dồn toàn lực để hoàn thành tốt cuộc đại phẫu thuật, Trúc Nhi và Diệu Nhi thêm một lần nữa được sinh ra trong cuộc đời. Được không ạ? À? Liên hệ bản thân nhé. Nếu có ai đó hỏi tôi, điều gì đáng để bạn trân trọng nhất trong cuộc đời, tôi sẽ trả lời đó chính là tình yêu thương mà tôi nhận được và tôi cũng sẽ sẵn sàng để lan tỏa tình yêu thương mình đang có đến mọi người xung quanh để cuộc đời này trở nên có ý nghĩa hơn và cuối cùng kết đoạn mong rằng chúng ta, những người trẻ sẽ luôn hiểu rằng điều nhỏ bé là tình yêu thương ấy có thể gì ạ? trở thành sức mạnh lớn lao giúp bạn đạt được những điều phi thường, ví dụ là như vậy. Ok chưa ạ? Ví dụ là như thế. Thì đấy là một cái đoạn văn nghị luận xã hội mà các bạn có thể tham khảo nhá, ở trong cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội của học văn Trị Hiên thì đấy là cái phần mà chị hướng dẫn các bạn với một cái đề cộng thêm với những cái cách mà chị nhấn mạnh cùng với các em để các bạn có thể nắm bắt được là để đạt được hai điểm trong cái câu nghị luận xã hội thì chúng ta cần phải có những cái yếu tố như thế nào không nhất thiết phải có phản đề đối với những cái đề chúng ta thấy không các em ơi các bạn sẽ thấy là Chúng ta không có phản đề nhưng mà chúng ta cũng nên có mở rộng vấn đề nhá. Tức là nó sẽ là hai phạm trù hoặc là phản đề hoặc là mở rộng vấn đề. Thì hai cái này khác nhau như thế nào thì chị sẽ trao đổi với các bạn trong khóa học 10 ngày nhá. Các em cũng có thể mua sách nếu mà các bạn nếu mà các bạn cần nhá. Tức là hoặc là sẽ phản đề hoặc là sẽ mở rộng vấn đề. Tức là nhìn cái vấn đề đó ở một cái góc độ khác Uhm, nói chung cái mục đích của cả, cả hai cái việc đó thì đều làm cho cái phần bài viết của chúng ta toàn diện và sâu sắc hơn thôi được chưa ạ? Thì chị sẽ mong là được gặp các bạn trong khóa học 10 ngày Hãy đăng ký luôn đi Còn hôm nay và ngày mai thôi Còn buổi trưa ngày hôm nay thì chúng mình sẽ tạm thời dừng lại tại đây Để các bạn có thời gian nghỉ ngơi nhá Chị đúng rồi Đi thi thì không nên không phải là không nên viết tắt Mà là không được viết tắt nhá. Chẳng qua ở đây chị đang hướng dẫn các bạn để tiết kiệm thời gian ghi chép thì chị viết tắt thôi. Được không nào? Còn không phải là không nên viết tắt mà không được viết tắt nhá Nhi nhá. Được chưa nào? À em mong khai giảng khóa 10 ngày lắm rồi ạ. À. Ok, hẹn gặp em nhá Hẹn gặp em nhé Thùy Linh nhá. Chắc chắn là chị sẽ chắc chắn là chị sẽ sẽ gặp em ở trong khóa học đó, chắc chắn là như vậy. Được không nào? Ok chưa ạ? À? À, và cũng được không nào và cũng rất là hy vọng là các bạn sẽ chủ động tìm hiểu để chúng ta sẽ có thể làm rõ hơn tất cả mọi vấn đề về kiến thức môn văn trước khi mà chúng mình thi nhá bây giờ thì đăng ký thôi tìm hiểu khóa học và đăng ký ngay thôi muốn mua sách thì cũng nhắn tin về pếp nhé à chị ơi tôi khai giảng mình học bài gì có lộ trình rồi mà chị đăng lộ trình rồi đấy vào lớp xem đi nhá chị đăng lộ trình rất cụ thể và khoa học rồi đấy nha. rồi ok chị cảm ơn trường an nhé khóa học 10 ngày siêu đỉnh các em ơi <laughs> Nó tất cả mọi thứ đã được trả bằng kết quả rồi Đúng không ạ? Rồi mua sách thì em nhắn tin về pet luôn nhá Hải Quý nhá Em nhắn tin về pet nhá Được không nào? Rồi chị cảm ơn các bạn rất nhiều Và hẹn gặp lại các bạn trong khóa học tiếp theo Trong cái những buổi phát trực tiếp tiếp theo nhá Xin chào và hẹn gặp lại các bạn Bye bye